Hello everyone, welcome back to English Through the Bible. Today we're gonna look at the Gospel of Saint Luke and learn a few phrases as well. Mừng các bạn quay lại với bài học về tiếng Anh thông qua Kinh Thánh với thầy Simon. Nay mình vẫn tiếp tục tin mừng theo Thánh Luca và chúng ta sẽ học một vài cụm từ như sau. Cho ngày hôm nay là ngày 7 tháng 9 năm 2023. Đầu tiên ta sẽ thấy từ này đó là từ disembark. To disembark dành riêng cho các phương tiện giao thông lớn, ví dụ như là airplane hoặc là ship, mang nghĩa là get off, right? Là xuống thuyền, xuống máy bay gì đó, ta dùng disembark. Now say to disembark. Tiếp theo, ta nói là đi ra xa bờ một chút xíu thôi, là a short distance from shore. Now say that, a short distance from shore. Okay. Next one, at your command, là theo lệnh của ai đó. Thì đối với những cái tình huống khác thì nó là ví dụ như là at your command, là theo lệnh của sếp này, at your command, theo lệnh của một người nào đấy cao hơn mình. Thì trong bài tin mừng này đó là theo lệnh của người truyền, theo yêu cầu của ngài thì con sẽ làm, đại loại thế, là at your command. Now say at your command. Tiếp theo là in danger of sinking, like about to sink, and this is dangerous. Sắp chìm, có nguy cơ chìm rất là nhanh. So the boat is in danger of sinking. Now say that, in danger of sinking. Okay, quỳ gối trước mặt ai đó ta gọi là to fall at the knees of, quỳ xuống và mình ngang với tầm với cái đầu gối của ai đó, là sấp mình xuống dưới chân ai đó. Yeah, like that. Okay, now say to fall at the knees of someone. Tiếp theo từ này khá thú vị. Từ này mang nghĩa là, cái nghĩa đen của nó là chộp lấy, bắt lấy, túm lấy, chiếm lấy. Seize. Seize, right? Now say seize. Và cái nghĩa bóng của nó là xâm chiếm lấy ai đó, hoặc là nó một cảm xúc gì đấy mà seize someone là cảm xúc nó tràn ngập trong người. Ok, bạn cảm thấy một cảm giác gì đó rất là mạnh mẽ, ta dùng động từ seize. Seize. Rồi đọc lại một lần nhé. To disembark, a short distance from shore, at your command, in danger of sinking, to fall at the knees of, to seize. Okay, that's awesome. Let's go to the Holy Gospel. The Holy Gospel according to Saint Luke. While the crowd was pressing in on Jesus and listening to the word of God, he was standing by the lake of Gennesaret. He saw two boats there alongside the lake. The fishermen had disembarked and were washing their nets. Getting into one of the boats, the one belonging to Simon, he asked him to put out a short distance from the shore. Then he sat down and taught the crowds from the boat. After he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and lower your nets for a catch." Simon said in reply, "Master, we have worked hard all night and have caught nothing, but at your command, I will lower the nets." When they had done this, they caught a great number of fish and their nets were tearing. They signaled to their partners in the other boat to come help them. They came and filled both boats so that the boats were in danger of sinking. When Simon Peter saw this, he fell at the knees of Jesus and said, "Depart from me, Lord, for I am a sinful man." For astonishment at the catch of fish they had made seized him and all those with him. And likewise James and John, the sons of Zebedee, who were partners of Simon. Jesus said to Simon, "Do not be afraid. From now on you will be catching men." When they brought their boats to the shore, they left everything and followed him. Mình nhìn lại về mặt nghĩa thì thấy rằng ở đây là những người đánh cá, những người ngư dân, họ xuống khỏi thuyền và họ đang giặt những cái lưới đánh cá của mình để disembark, right? Tiếp theo là he asked them put out a short distance from shore, tức là người trèo lên thuyền, người yêu cầu họ là đưa thuyền đi ra xa bờ một chút xíu. Rồi sau đấy thì Simon Peter nói là at your command, nhưng mà theo lệnh của ngài truyền thì tôi sẽ thả lưới. At your command I will. Và sau đấy thì đánh được nhiều cá quá, cho nên là cả hai con thuyền này có nguy cơ là bị chìm, so in danger of sinking. Và khi ấy thì Simon Peter chạy đến và sấp mình dưới chân Chúa Giêsu, ta gọi là fell at the knees of Jesus. Và cái cảm giác kinh ngạc khi mà bắt được nhiều cá như thế, nó xâm chiếm lấy Simon,
It seized him. Bạn thấy từ astonishment không? Đó là một cái cảm xúc. The astonishment seized him and those around. Right. Như vậy thì hôm nay chúng ta đã học qua một vài cụm từ thông qua tin mừng của Thánh Luca. Thank you very much and may the Lord be with you.